một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng ngày 8 tháng 2 năm 2021 của tôi. Thưa quý vị, tôi muốn nói về một đề tài khá là khô khan liên quan đến vấn đề mà hạn chế làm giàu chất uranium của Iran. Đề tài này không mấy ai thích nghe và nếu mà nói rằng là để cho khán giả xem kiếm view thì không có nhưng mà tôi là người bình luận thời sự. Tôi thấy điểm nào quan trọng tôi bình luận, giàu có người xem hay không xem. Giàu có người xem hay không xem, tôi vẫn bình luận. Tôi biết là nhiều quý vị khán thính giả nghe những cái chuyện gì đó hấp dẫn thì chuyện này nó khô khan lắm nhưng mà cũng nên nói. Để không? Vì ngày hôm qua, Chủ nhật thưa quý vị, Chủ nhật ngày 7 tháng 2, lãnh tụ Hồi giáo tối cao của nước Iran là giáo chủ Ali Khamenei có nói trên truyền thông đó rằng là trên nếu mà nếu mà nội các tổng thống Joe Biden muốn nếu bây giờ họ đã họ cho rằng họ ở trên cái cái cờ trên thì nếu mà nội các của Tổng thống Joe Biden và nước Mỹ muốn á, để cho họ tuân thủ theo cái hiệp ước giảm thiểu hạt nhân, giảm thiểu chất uranium vào năm 2015 á, thì nước Mỹ, Washington là phải là phải không có được cấm vận Iran nữa phải hủy bỏ tất cả những cái lệnh cấm vận một hoàn toàn 100% thì Iran mới quay đầu trở lại với cái hiệp ước năm 2015 không có làm giàu chất uranium nữa. Ông nói rằng là đây là đây là quyết định cuối cùng và không thể nào lật ngược được của Iran. Đó là phát biểu của giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei ngày hôm qua, Chủ nhật. Rồi nước Mỹ phản ứng sao? Cái này làm cho nội các của Tổng thống Joe Biden cũng khá là khá là bối rối thưa quý vị. Tại sao? Thưa quý vị là quý vị nhớ là trong bài nói chuyện của Tổng thống Joe Biden về vấn đề ngoại giao thế giới vào chiều thứ năm mà tôi có bài bình luận rồi. Chiều thứ năm là ngày 4 tháng 2 năm 2021 tại Bộ Ngoại giao của Mỹ thì tổng thống joe biden có nói nhiều vấn đề nhưng mà riêng vấn đề của iran liên quan đến một quốc gia khác tức là nước yemen thì tổng thống joe biden có quyết định là không coi cái nhóm phiến quân houthis là tổ chức khủng bố nữa và có nói rằng là không nhúng tay vào cuộc chiến ở tại yemen mà quý vị biết rằng Iran là hỗ trợ cho nhóm Houthis để chiếm lấy thủ đô San và coi như là làm thành một cái gọng kèm Bây giờ chiếm hầu hết nước Yemen rồi. Làm một cái gọng kèm để chống lại Saudi Arabia. Dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump thì coi Houthis là phiến quân. Hợp tác với Saudi Arabia để chống lại Houthi và chống lại Iran. Và năm 2018. Tổng thống Donald Trump, cựu tổng thống đó, quyết định đơn phương là hủy bỏ cái hiệp ước năm 2018 là không có tuân thủ về việc gọi là cho Iran tham gia về vấn đề hạn chế vũ khí hạt nhân mà là cấm vận Iran. Cấm vận không cho Iran cái này cái nọ vì cho Iran là một đối thủ nguy hiểm có thể làm hại những quốc gia trong vùng như là Saudi Arabia và đặc biệt là Do Thái. Nên uh, thời đó, năm 2018, Tổng thống Donald Trump đơn phương hủy bỏ hiệp ước làm giàu chất uranium. Thì uh, cấm vận Iran từ đó tới nay Iran rất là khó khó nhiều lúc và tưởng rằng Iran trên bờ vực thẳm của sự đói kém và lạc hậu và cũng đã có nhiều cuộc ám sát ở tại Iran luôn cả ám sát cái người chính về vũ khí nguyên tử của Iran vào cuối thời nhiệm kỳ của cựu tổng thống Donald Trump Đúng không? Chắc quý vị còn nhớ. Nội các của Tổng thống Trump là coi như là cương quyết dập Iran tới nơi tới chỗ. Rồi cũng đã có những cái cuộc như là ám sát ông tướng Soleimani, vân vân. Quý vị còn nhớ hết. Thế bây giờ đó là khi thấy cái tín hiệu Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Joe Biden là chỉ nhẹ nhàng vui ti thôi thì bây giờ đó là ông lãnh đạo tối cao hồi giáo là Ayota Ali Company được nước cho rằng họ được cái cơ trên được nước cờ trên nó nói rằng là chứ như nước Mỹ mà muốn á, chúng tôi quay trở lại điều đình cái hiệp ước năm 2015 thì Washington phải dỡ bỏ hết các lệnh cấm vận và ấy như vậy A B C D E F làm theo ý của chúng tôi thì chúng tôi mới quay trở lại quý vị biết rằng là khi tổng thống Donald Trump đơn phương hủy bỏ cái hiệp ước về làm giàu chất uranium vào năm 2018 thì nhiều quốc gia trong đó có cả liên Âu như là nước Đức nước Pháp rồi gì đó họ phản đối và đương nhiên là nga trung quốc phản đối thế bây giờ đó là đảng dân chủ lên cầm quyền thì họ cho rằng là đảng dân chủ là muốn lấy lòng những người như là nước đức và liên âu thì bây giờ đó là nước mỹ phải hạ mình xuống đó mới là chuyện đặt cho nước mỹ nội các của tổng thống joe biden trong một cái tình thế gọi là lúng túng lúng túng thì cũng không phải là lúng túng quá nhưng mà khó xử xử làm sao bây giờ xuống nước à xuống nước bảo rằng là cho à thôi, thôi 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 bây giờ tôi sẽ hủy bỏ hết tất cả cái lệnh cấm vận chắc chắn cái điều đó khó xảy ra lắm thưa quý vị vì như vậy là tự nhục mạ chính bản thân mình người mỹ họ không chấp nhận được cái chuyện đó khi mà thấy một quốc gia như Iran vừa mới ra yêu cầu và bảo rằng là Một ông tổng thống mà Như nước Mỹ mà bảo là hạ, như, hạ mình xuống thì chắc chắn là không được Nhưng mà bảo rằng là phủ bác á Thì cũng không sống là tại vì sao Là như vậy là Tổng thống Biden cũng đi theo con đường Và chính sách của tổng thống Donald Trump à Chắc cũng không có thì những bạn hỏi tôi rằng là Tổng thống Joe Biden sẽ ứng xử như thế nào? Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden là không muốn gây thù gây oán với Iran. Tổng thống Joe Biden và Đảng dân chủ đã từng có những cái sự mặn nồng với Iran rồi, nhất là qua cái hiệp ước năm 2015 dưới thời của cựu tổng thống Barack Obama vậy thì họ chỉ còn có một cách đó là mua thời gian và điều đình chỉ có vậy thôi chứ không bảo rằng là cho ngày mai là hạ mình xuống rồi làm theo ý của iran ngay không có đâu sẽ là mua thời gian để sao cho cái công việc nó nguội lại và để cho những cái nền tảng của những người ủng hộ đảng dân chủ họ không có bất mãn và ngay chính cả người dân hoa kỳ không bất mãn những cái nền tảng của người 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 dân chủ Hoa Kỳ họ là constituent sẽ là những cái người mà ở ở dưới đó họ thấy rằng là chứ à tổng thống Biden không phải là người yếu đuối quỷ lụy nếu mà tổng thống Biden mà chưa gì là ôi giờ thôi thì bây giờ tôi bãi vận ngay đó thì tỏ chứng tỏ rằng là tổng thống Biden và đảng dân chủ rất là hèn nhát và quỷ lụy trong chính sách ngoại giao nên chắc chắn họ không có làm chuyện đó thưa quý vị Chắc chắn họ không làm chuyện đó Ông uh, lãnh tụ tối cao Hồi giáo Ayatollah Ali Khamenei mới tuyên bố cách đây chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Thì tôi chưa thấy sự phản ứng ngay của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ dưới sự điều động của Bộ trưởng Anthony Blinken. Nhưng tôi dự trù ông anthony blinken cũng sẽ nói rằng là chứ sẽ có những cái chuyện bạn bình luận những bước hoàn toàn thì chắc chắn là không nhưng mà đó là sẽ có sự điều đình để cho gọi là cả hai cùng có lợi và ổn định trong khu vực đó là dự trù của tôi sẽ diễn ra trong vài ngày tới trong hôm nay và ngày vài ngày tới thì đó là ngoại giao thôi, thưa quý vị một bên đưa ra chính sách đòi hỏi rất là nặng ký, gần giống như là bắt nước Mỹ phải quỳ phục với họ. Nhưng mà chắc chắn nước Mỹ là điều đình sẽ không có giải quyết bằng cái kiểu là quy lụy như vậy. Sẽ không có chuyện đó. Và vì tình hình của Myanmar, tình hình của Iran và đặc biệt là tình hình của nước Mỹ, đã thượng viện đã thông qua đã cái căn bản là sẽ có à, gói kích 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 thích kinh tế một ngàn tỷ chín trăm một ngàn tỷ một ngàn chín trăm tỷ mỹ kim thì chúng ta biết rằng là như vậy đó cái tờ đồng tiền đô la nó nó không có còn được mạnh thì giá vàng nó sẽ tăng giá vàng sẽ tăng và vì những cái tình hình đó. Tôi xin thông tin đến quý vị và góc nhìn của tôi giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng ngày 8 tháng 2 năm 2021 và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.